Hàng trăm hộ dân ở một xã của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đang rơi vào tình cảnh đứng ngồi không yên. Khi mới đây, họ buộc phải trả thêm một khoản tiền lớn vì chậm nộp tiền sử dụng đất, dù rằng là 3 năm qua họ không hề nhận được thông báo về việc nộp lệ phí nào. Từ những bức xúc của người dân, phóng viên thời sự đã tìm hiểu sự việc. Bức xúc của người dân ở khu phố 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã lên tới đỉnh điểm khi trong những ngày qua họ phải đóng thêm một khoản tiền, gọi là tiền nộp phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất. Khoản tiền mà bà Thảo phải đóng nộp phạt là hơn 3 triệu đồng, còn bằng tiền nộp phí trước bạ mà bà phải trả cho thửa đất của mình. Theo bà Thảo cũng như nhiều người dân ở đây, từ trước đến nay họ không hề nhận được thông báo về việc nộp phí trước bạ nhà và đất từ bất cứ cơ quan chức năng nào. Ở trên đều làm sổ đó có, đều ai thông báo đâu. Giờ tới ngày nay rồi, người ta tụi em lên đếm tiền, người ta kêu đếm chậm trở nạp, bắt phạt cho tiền đó là tụi em rất là bức xúc. Thì từ cái ngày là em nhận được cái hồ sơ là khu phố là thông báo đỡ lên cho coi như chi cục thuế đỡ đếm tiền, thì em lên là coi như bên chi cục thuế là coi như tính là coi như thì giá ra là phạt em là từ năm 14 đến năm 17 là 3 năm. Từ đầu tháng 2 đến nay, gần 600 hộ dân ở Hòa Hiệp Trung đã nhận được thông báo về nộp phí trước bạ nhà và đất từ Ủy ban Nhân dân thị trấn. Nhận được thông báo, người dân đi nộp lệ phí trước bạ nhà và đất, nhưng chi cục thuế lại phạt thêm khoản tiền vì nộp chậm. Chính quyền thị trấn Hòa Hiệp Trung cho biết, ở đây là lỗi trong quy trình bàn giao giấy tờ. Đời này thì cái việc cấp, cái chuyển giao thông báo ấy, là nó giao nhiệm vụ nó không rõ ràng. Mà giờ cũng không biết là cái dân phòng giao trực tiếp cho dân hay là Ủy ban Nhân dân. Ông Vất không đồng tình bị phạt nên đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng để xem xét lại sự việc này. Cũng cần nói thêm, chính quyền nhận thông báo nhưng không chuyển cho đến người dân và dân phải nộp phạt cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là chính quyền ách tắc trong việc chuyển các thông báo đến cho người dân, nên bây giờ là dân phải chịu nộp phạt. Cơ quan chức năng huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ phải giải quyết vụ việc này như thế nào? Chúng tôi sẽ còn tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo.